Yono 3 lên Yonika thì mình sẽ tiến hành giới thiệu những món đồ của xe này. Xe này là Yon mình sử dụng là Yonika cục mô. Rồi em trai em đón ở đây em trai. Do này là do Yonika mình xách tay Malaysia, thị trường Việt Nam hiện tại giờ bán cũng nhiều, đa số đồ mình mua mình tự qua mình mua thêm về phục vụ anh em. Đây do IKK mắt anh gia băng, rồi nó là đô ba ly hình vòng sáu nè, thấy rõ mày. Đây tặng mình sẽ xài lòng em Panda 85. Tại cái lòng này á, cái ưu điểm đó là gì, nó nén của nó không cao, nén của nó vừa phải. Đây là lòng Espada 65. Thì thớt này là thớt đun 6 ly nè. Thì cái thớt này là sao mình làm là nó sẽ có một cái semi chịu vô cái gờ này chịu lên cái lòng. Cái này là mình gia công lại nha, để chỉ tăng cái mặt giống như là một cái acro vậy đó. Nó có thêm một cái g ở đây để mà đựng tâm cái lòng này cho nó tốt nhất. Đây là ron chân lòng, ron cái lát từ nhà sản xuất ha. Rồi tại sao mình sử dụng cái bích tông này là bích tông này là bích tông nén, đó là cháy lửa đen vô á, đen vô đang vô đang vô. Bên trong này bên trong nén cái lõm thì cái tỷ số nén thì mình áp lên rất là thấp, phù hợp với anh em đi bua không hồn màu. Mình sẽ làm số nít này là 65 tự do bua em nha. Lòng rất là đẹp, bài brick nè, cái áp bên trong ở theo dài. Cái này cái áp bên trong này nhìn là biết mắt anh gia ban rồi nè, đó trong cái bịch màu vàng này. Đầu thì có thể mình sẽ sử dụng đầu 25 smart ECS. Đầu mình sẽ sử dụng đầu 22-25 chảo ECS hơn. Đúng rồi, bỏ đây vô đi không rồi. Chào anh em, chào 500 anh em YouTube. Thì hôm nay là chuẩn bị tới Tết Tây rồi, thì mình giao chiếc Sonic tự do 65 cộng 3 đầu tiên giờ trước Tết, trước Tết dương lịch đó, cho em trai em Tết. Thì sẵn mình chúc mấy chào anh em YouTube có sức khỏe luôn. Thì hôm nay mình giới thiệu về chiếc Sonic 150 này. Nó giống như là dạng nhiều kỷ niệm với mình. Tại vì từ lúc mà em trai làm bô xăng lửa là mình làm. Hồi xưa mình làm bô xăng lửa lúc đó chưa ra A-Racer RC2, RC2 mình lúc đó chưa ra RC2, mình lúc chưa ra RC5 và chưa có RC1 luôn. Lúc đó mình làm là cũng 3 năm trước rồi. Làm bô xăng lửa thời điểm đó mình làm đã là 17-18 triệu rồi. Tại vì mình biết mình đăng clip win bô xăng lửa 20 triệu rồi, nó gây rất là nhiều tranh cãi. Thì mình vô mình đọc á, mình cũng vui lắm. Có người nói là bô xăng lửa làm 20 triệu làm sáng mai sướng hơn. Dạ vấn đề đó, khuôn khổ nó hoài à. Mình làm của CU á, RC5 á, 4.8 cục. Với lại bất cứ dòng mà ECU phổ thông nào trên thị trường á, cục đó có 1 triệu, 2 triệu cục à. Là cái thứ nhất. Ví dụ như cái bô nó cái bô tăng xịn á, là nó phải 5 triệu một cây. Thì cái bô phay á, nó chừng 3 xị một cây à, 5 triệu với lại 3 xị là độ mà IC 5 triệu, IC 4.8 là tính 5 triệu nữa.
và cái bô hai triệu chín với lại cái cổ lưu lý xịn là 1.8 nữa là tính ra 5 triệu, nọ cái bô với lại của Bisa là 10 triệu rồi, là thấy hết 50, để thấy hết một nửa cái bill tính tiền rồi. Cái đó là bình thường à. Rồi quay lại vấn đề chính showbiz này đi. Showbiz này 3 năm trước mình làm là bô xăng lửa cấu hình là nó trên 15 triệu á. Tại vì hồi xưa là cái xe showbiz này đi full cây over, carbon, cổ titan, đích titan luôn. Đầu tiên của Indo nhập về. Xe showbiz này là đáng mình sẽ cho một tấm hình lên cái intro. Rất là đẹp. Thì sau này mình làm là sao mấy đi? Sáu mươi hai xong bạn. Sáu mươi hai sau này là mình làm là 63 rồi sinh năm, lúc đó mình nhận 20 mấy triệu á. Là các bạn thấy nó sai sai không? Tại sao mà làm bô xăng lửa thì 10 mấy triệu hoặc là 20 triệu mà sau này làm 62 nhận 10 mấy cũng 20? Là tại vì sao? Các bạn phải biết phân tích cái tình hình là đồ xe mình có những gì, và khi mà cái người mà người thợ người ta lựa chọn cho các bạn cái cấu hình mà từ bô xăng lửa để mà đi lên tiếp á, những món đồ để sử dụng là được hay không. Ví dụ như là đang quay YouTube nha bạn nha, đang quay YouTube xe bạn, đang quay YouTube xe bạn nha, đừng rồi, ok đang quay YouTube. Ví dụ như mình lựa chọn cho khách mình á, mình luôn tư vấn kỹ và luôn tư vấn đúng. Khi mà lên OKR5 á, điểm lợi ích ở đây là gì? Mấy bạn đi có hình bô xăng lửa cũng được, cam xăng nổ cũng được, và lên 62 vẫn được luôn. Thì ví dụ như cái thời điểm xe này lên 62 á, xe này sử dụng cục RC5, thì khi mà lên tự do vậy nè, kêu là lên 65 cộng á, nếu mà thời đại 4.0 giờ người ta kêu là 65 cộng, thì cục ISO sử dụng này được. Tại vì RC5 nó đi được tất cả, nói chung là kêu là dễ sử dụng và nó đơn giản á. Rồi hồng xăng, lúc mà mình làm cấu hình 62 là mình đi hồng xăng 36, sau này lên tự do là móc lên 38, là thấy đỡ được cái chi phí cho phụ xe. Rồi nhôm sinh dĩ nữa, cho anh mượn cái dĩ nhôm tay của Nguyễn đi. Dạ bên kia dĩ nhôm. Ví dụ như nhiều anh em so sánh kêu là bộ nhôm sinh dĩ 1.6 triệu, cái đó mà một cái dĩa đó và một cái dĩa trong hộp luôn, trong chờ đấy, chờ sơn đây đây xịn luôn nha. Nhiều anh em á, bữa giờ nhiều anh em lúc mà cái cờ clip mà cái winner bô xăng lửa làm 20 triệu á đưa lên đó, là mình thấy nhiều anh em thắc mắc là nói là nhông sinh dĩa đê xịn á, mua 4.5 triệu, thật sự là không có mua 4.5 triệu đâu anh em. Nếu mà mua 4.5 triệu thời điểm hiện tại này á, mà không có hàng để mua, một cái sợi sơn đê xịn có cái tem 7 màu chống hàng giả này nè, có tem đê 7 màu chống hàng giả này nè, hiện nay ở trên thị trường ít nhất á là từ 600 đến 650, và ngay cả giá mình đi mua hoặc mua cái lượng cũng vậy luôn. Thì nói chung mình bán cho khách thì có thể 700 hoặc 750 cho cái bộ đẹp trai. Và cái dĩ nhôm này tay kêu là tay của Nỉ là sao, tại vì từ khi cái nhãn hiệu Emred này nè bắt đầu emredracing.com nè bắt đầu ra đời á, thì là tay là người gắn bó tới bây giờ, và tay luôn cho là cho dù có dĩ nhôm mà rẻ hơn á, tay vẫn không sử dụng. Tại vì sao? Tại vì em trai này nè sản xuất dĩa này là người Việt Nam du học Úc và giờ đây, cho nên là về vấn đề kỹ thuật và cái tính tình của người ta nó cũng giống mình, là người ta luôn lựa chọn những cái đồ tốt nhất để mà đem lại cho khách hàng, cho nên cái dĩa này khi mà thành phẩm á, giá nó rất là cao, là cái thứ nhất cao. Mà tại sao tay vẫn mua? Tại vì tay biết á, cái vấn đề thứ hai là người ta sử dụng đúng nhôm 7075 nhập khẩu thật sự luôn ở ngoài thị trường,
có rất là nhiều cái sản phẩm dĩa nhôm này. Thì ở ngoài chợ người ta bao chào giá trên tay rất là tốt. Nếu mà mua số lượng cho 100 cái có thể là còn 80.000 một cái. Rồi cái đó là mình không biết thiệt sự hay không, nhưng mà người ta mới chào giá mình nhưng mà mình vẫn không mua. Và đa số nếu mà dĩa nhôm này bình thường cho thị trường có thể mua là 300 mấy 400, nhưng mà tay vẫn không mua, tay vẫn xài. Tới bây giờ là em rét nó ra một cái giống như là bao bì sản phẩm rất là đẹp vậy rồi, nhưng mà tay vẫn xài gì đó là dĩa nhôm đó và son DD là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là như đây nói là mình biết rõ nguồn gốc thì mình mới xài. Và có thêm một cái nữa cũng không có thể nào là hoàn mỹ hết. Ví dụ như là có nhiều anh em á, mình bán cho khoảng 50 người đi, thì sẽ có một số người á, sẽ có một người hoặc là một trường hợp hoặc là hai trường hợp người ta kêu là cái này nè nó không bằng sắt và giống như là nó mau mòn mau gì đó. Thì tay bán hàng này luôn tư vấn rất là kỹ, bởi vì tay là một người thợ sửa xe nữa, thì tay sẽ kêu là đừng có xài dĩa này và xài dĩa sắt. Ví dụ những người chạy ráp nhiều, mình không phải là mình không tự tin vô cái món đồ của mình, nhưng mà cái vấn đề mà bảo dưỡng cái sợi sơn của mình hoặc là cái dĩa của mình đó, nó thêm một cái trường hợp nữa là các bạn nó tăng sơn các bạn đúng kỹ thuật hay không. Và các bạn có biết là đi một cái sợi sơn đầu, một sợi sơn khi mà vừa thay vô là nó bắt buộc là phải cố định tăng sơn khoảng 200 cây đầu là đi cái sợi sơn nó nhão ra không? Tại vì mình chưa gặp chú Âm Luân, đó mà trong clip thì mình chưa gặp chú Âm Luân, nhưng mà mình cũng hay coi cái bên đó của chú là kỹ sư hẻm nữa. Tại vì khách của mình là bên anh Diệp Tuấn Quân Cầu rất là nhiều. Mình thấy mấy anh đó nói cũng đúng lắm, mà mình cũng thích coi mấy anh đó tối, mình cũng hay coi chú Hành Luân hoài, tối giờ mà giờ sớm á coi. Thì mình thấy hai anh nó đi trước, anh cũng như là rất là ok và chăm sóc khách hàng rồi cũng như là dạng tư vấn á, mình rất là thích ảnh. Mình vẫn coi YouTube của mấy ảnh đều đều bình thường. Thì có lẽ đây là một trong những lần mà hiếm hoi mà mình nói về cái YouTube mà đàng hoàng ít chữ cho anh em nghe, bởi vì mình muốn giải thích rõ hơn. Thì cái xe xuống đít này mình nhận tự do 30 ba. Rồi thì bây giờ đi vô vấn đề chính đi hơn. Lũ lũ coi ở đây bao nhiêu phút rồi lũ. Chín phút rồi, 10 phút rồi. Thì bây giờ mình đi vô vấn đề. Tại sao mình đang gắn trên cái xe mình là cái dĩa sắt? Tại vì cái dĩa này rất là mắc nha. Dĩa này rất là mắc thì tay làm xe rất là kỹ. Tay luôn có hai định hướng. Không có muốn cho khách tốn tiền những cái khoản mà kêu là phí phạm á, thì cái dĩa tay đang thay trên xe là dĩa sắt. Là tại sao cân nặng mỗi người bỏ với nhau, thì tay sắp cái dĩa sắt đó cho khách trước, khách đi thì tại em trả nó 8 mấy ký rồi, mà tay có 60 ký à, thì tay đối với tay chạy cái dĩa này tay thấy vừa, và tay có trừ hao một răng dĩa cho em trai chủ xe. Thì khi mà em trai chủ xe về, em trai chủ xe đi mà thấy cái dĩa này ok hợp với mình á, thì tay mới đặt cái dĩa này. Tại vì mọi cái dòng dĩa nhôm này tay đều có nha, có các thương hiệu tay cung điển. Đó, có các thương hiệu tay cung điển, và nếu mà em trai đi vừa ấy xong thì mình mới đặt cái size dĩa phù hợp với số ký. Tại vì xe này là một cái xe thay đổi kết cấu rồi, nó không còn như một cái xe zin nữa. Thì mình giới thiệu với anh em cái cấu hình đi của xe này. Trước đầu tiên là xe này à. Đầu tiên thì xe này đi cái dân là YKK+3 full lốp. Lốp này là lốp sổ lốp lớn. Cái thớt á, tay rất là kỹ cần chi tiết. Ví dụ như là vậy, anh em chờ bên chút.
Ủa, cái hớt của xe luôn cộng này đâu rồi? Cái hớt à, tại rồi anh em thông cảm ơi, để anh em chờ lâu. Thì đây là một cái thớt đây là một cái thớt 6 ly để mà đi những do đi chai cộng 3 á. Thì ví dụ như bình thường người ta mua về vậy người ta thả vô là xong, nhưng mà giữ cái thớt này nè nó sẽ không định tâm được với cái lóc. Tại mua cái thớt giờ tại phải cầm cái lóc và cái lòng luôn. Thì đây là cái này là tay đã gia công lại, tay làm thêm một cái gô ở trong một cái đường viền. Cái này là giống như là cái này là nó trơn nè, cái này thì nó trơn hết, còn cái này tay làm có một cái gô ở trong để nó định lại, nó định với cái lòng luôn. Sơ mi nè, cái đuôi nè, thấy không? Tay nó là một cái sơ mi để mà nó định tâm lại luôn. Nó khi mà bỏ vô á nó không có sụp sụp đó, nó không có sụp sụp. Còn cái này nè bỏ vô thì bắt đầu nó lắc à. Rồi lồng này á tay sử dụng là lồng Espada Malaysia, chắc tay tay chắc tay được khoảng 20 mấy cái lồng Espada đủ rồi à, mấy lính thì dọn hết rồi đỡ tay. Dạ. Thì tay sách tay được khoảng 20 cái lồng này nè, Espada này nè, 65. Bây giờ là mấy cái 65 cộng. Và đầu bờ thì tay sử dụng là đầu bờ Koso. Sử dụng là đầu bờ Koso tay. Nếu mà anh em nào mà mới tay hay coi live stream của tay á thì mấy bữa tay có làm một cái phát trực tiếp á mà nói về vấn đề phá giá đồ của thị trường á, thì giờ cái đầu bờ con xô này nè phá giá còn 3 triệu mấy là 4 triệu mấy gì á. Nhưng mà khi mà tay mua á và tay mua và tay gắn lên xe cách á thì nó hoàn toàn khác vậy. Và cái vấn đề đó sẽ để trong cái tuần clip sau giờ giao một cái winner tự do nữa tay sẽ nói để nó nói rõ thêm để đỡ tốn thời gian dài dòng. Thì chốt lại cái vấn đề đầu cô xô này nó sẽ khi mà tay mua và tay gắn lên xe nó sẽ rớt tầm khoảng là thành 6 triệu mấy. Giờ lại giá của đầu tại vì sao mua cái đầu giờ không phải sử dụng không. Và tới cái chiếc tự do thứ hai, chiếc cầm thứ hai á, tay sẽ nói giờ cái điểm này mấy đường nước tay bấm hết là sao, tại sao lại như vậy. Có mua nói chung là tưởng rẻ đi mua mua trước một trái, tưởng rẻ cũng ngon, mua trước một trái giờ xài lỗ dịp hết mấy này, mua trước một trái cuối cùng mà giờ không có vừa ý lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em coi clip á là thế cái xe Sonic tự do. Mình sẽ coi thử đề nổ đồ dễ hay không ha. Trên cái này của thì 65 đó. Mày coi thử nó rõ không? Coi thử rõ lắm vô. Lâu lâu quay nó hay tự mờ. Rõ không? Rồi. Rồi mình bật chìa khóa thôi. Xe lát nữa đi giao cho chủ xe luôn, làm xong rồi biết này là đi giao cho chủ xe luôn. Rồi. Một cái là nổ. Và cái điểm đặc biệt của xe tự do 65 này là tại sao tay làm cái clip này là tại vì xe này tay đi bu âm và kêu là cực kỳ âm. Nói chung là sau này cái
cái việc mà làm xe ở Việt Nam nó cũng rất là nhiều thuận lợi, cho nên là có một cái số nhu cầu khó mình vẫn làm được. Ví dụ là một cái xe tự do mà đi nguyên cái bô em, ở đây tiếng bô nó nổ gan ti rất là êm nha. Giống như cái này là dành cho anh em đam mê đó, cổ tăng nhét vô cho bô em. Cái cổ tăng này khi mà nhét vô cho mấy cái xe mà làm cộng hay là làm xe lớn đó, rất là ổn định và thoải mái về cái dàn hơi, bởi vì nó lớn hơn, nó tới 4 mấy rồi, 5 mấy khúc sau này ra 51 lận, còn ở trên này 4 mấy rồi, ở trên này là 30 mấy, 37, 38, 40, 42 đều có hết. Đầu bò cua xô. Nói chung là tối rồi, mình hạn chế nẹt thôi. Và mình giới thiệu sơ bộ về cái xe này. Xe này là đi phù sao Olin Thụy Điển, tay Corsetto, Rambo, rồi trợ lực Matrix. Matrix này là Matrix xịn nha, chứ không phải Matrix mà 300-400 ngàn hay 700-800 ngàn. Rồi đây, đầu bò Super Hot Puso, lòng Espada 65. Bây giờ mình cuối clip này thì mình cũng xin lũ thử thấy anh không lũ. Rồi cuối clip này thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong mấy thời gian qua. Và từ ngày mình thành lập YouTube thì mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Và có thể từ đây cho đến những cái ngày cuối năm, ngày 24 á, ngày 24 là mình sẽ về quê thì mình sẽ kêu là hạn chế nhận xe rất là nhiều, để mà giải quyết hết xe ở tiệm thực sự là còn rất là nhiều, và cho là còn những cái xe kêu là rất là tâm huyết đối với mình. Bởi vì cái điểm đầu tiên mình làm á, là mình chỉ làm là một cái xe tròn trịa đúng lực, không đu bơi. Nhiều anh em kêu là em làm cái nồi xong nó ra chạy được 100 mấy không anh đồ á, thì thực sự là tay không có nhận làm mấy cái đó. Và làm cái nồi ở 800 ngàn mà ra chạy được 160-170 rất là ghê. Và cái đó đòi hỏi những cái bài lò rất là dữ hơn, cho nên là tay chỉ làm giống như là những anh em gắn bó tình cảm và làm đúng lực máy móc rồi thôi, chứ còn kêu lấy GPS hoặc là nhu cầu thân khu hoặc là đi bão hay là đấu đá thì tay không có làm những cái chuyện đó. Thật sự các bạn không hiểu là có nhiều người, người ta bỏ, người ta chạy một cái xe quay mà người ta bỏ ra phải là mấy chục triệu rồi một cái xe quay người ta làm để mà kêu là. Tại từ ngày mà lên làm YouTube á, thì tay biết được một số người thì xe quay nhưng mà bỏ làm rất là nhiều tiền để mà đi, mà kêu là đi nhẹ nhàng bình thường thôi. Như những cái xe mà 52 để làm á đều không được, và tay khắc phục những người đó cũng rất là nhiều, nhưng mà không có thời gian để mà lên YouTube. Thì tay chỉ nhắn gửi đến anh em là cảm ơn anh em, và chúc anh em chuẩn bị đón Giáng sinh và đón một năm mới 2020 hạnh phúc bên gia đình. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Từ đây tới cuối năm tay sẽ hạn chế nhận một số xe, tại vì nếu mà nhận nữa sẽ không có chuyện chọn xe hơn. Cảm ơn anh em, cảm ơn anh em.